Ai? Ngu à? Ok, hello xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với video tất cả mình nhá. Hôm nay sẽ thực hiện clip như này. Xanh nhà thằng điên nhá. Rồi. Bà ơi. Bà thịt ở nhà không bà? Hả? Bà thịt ở nhà không ạ? Không. Bà đi đâu ạ? Đi làm gì ạ? Làm gì ạ? Chào ông. Trái chồng đi chơi anh em ạ. Đây là nhà cậu mình em nhé. Đây là nhà cậu mình nhé. Cho xe tí. Lâu lâu không có xe. Ôi đồ ôi. Thôi xe tí. Từ đi tí. Từ. Mình cầm vào đây không? Biết rồi. Mình cầm vào. Mình bắt mình về. Mình cầm vào tay không? Không vỡ được. Mình cầm vào tay khó lái. Anh thông cảm nhá. Đây là chỗ thôn Đại Đồng này em ơi. Thôn Đại Đồng này. Thôn Đại Đồng này em nhá. Thôn Đại Đồng này. Đây mà chỗ thôn Đại Đồng em ơi. Bây giờ sẽ về nhà. Bây giờ sẽ về nhà mình tí nhá. Đây à. Rồi. Đây là chỗ thôn Phú Xuân này. Bước sang thôn Phú Xuân rồi anh em nhé. Bước sang địa phận thôn Phú Xuân rồi.
Thu Xuân. Đây là thuộc địa phận Thu Xuân nha em nhá. Đây cũng là thuộc địa phận Thu Xuân rồi. Đây cũng là thuộc địa phận Thu Xuân rồi. Bộ tay lắm anh em ạ. Bộ tay lắm. Bây giờ sẽ quạt sang bên tay phải nhá. À nhầm, thôi tay trái nhá. Bây giờ sẽ quạt bên tay phải, tay trái nhá. Đây là chỗ làng mình này. Mình bảo rồi, cả cái đất Đông Á này mình chỗ nào mình cũng đi em nhá. Cả cái đất Đông Á này chỗ nào mình cũng đi. Ôi chó. Hello. Bà ơi, ôi chó ơi em ơi, ông ơi, chó ông ơi, chó, nó ở nhà này này, đây. Nhưng mà sợ nó cắn một phát thì bỏ mẹ. Đây nhá. Mỉa rồi. Cả cái đất Đông Á này, chỗ này mình không đi, chó không đi cả. Quạt đến cái nhà này. Quạt đến cái nhà này là về nhà mình em nhá. Quạt đến cái... Để tí nữa mình nói cho. Trôn. Hơi trôn. Đây bây giờ sẽ quạt bên tay trái nhá. Rồi. Rồi. Bỏ rồi. Cả cái đất Đông Á này chỗ nào mình cũng đi, chẳng có gì không đi cả. Em nhá. Rồi. Bỏ rồi, cả cái đất Đông Á này chỗ nào mình cũng đi. Chẳng có gì chứ không đi cả. Cả cái đông này chỗ nào mình không đi, chẳng không đi cả. À, đây là trường mầm non nhé. Trường mầm non này. Còn trường cấp 1 kia, bây giờ mình sẽ cho anh xem nhá. Đây.
Rồi. Rồi. Đằng kia khu vực cấm rồi, không đi được các em nhá. Đằng kia khu vực cấm rồi. Bây giờ chỉ có đi đó này thôi. Đi bộ thì đi được, nhưng mà đi riêng đi xe đạp, bắt đầu từ xe đạp là không đi được em nhá. Riêng đi xe đạp là không đi được em nhá. Bây giờ mình thì kết thúc rồi anh em nhá, like mình sẽ mình nhá. Còn anh nhá, còn phần 2 nữa em nhá.